Đây là Lee Yi, tay vợt sinh năm 1996, còn rất trẻ. Còn đây là tay vợt của Indonesia, Hana Ramadini, hạt giống số 7 ở nội dung đơn nữ, và cô cũng sẽ là người giao cầu trước. Cú pha cắt cầu tốt của Lee Yi, điểm số đầu tiên cho tay vợt của Malaysia. Trọng tài xác định cầu ngoài ngay ở cầu giao cầu đầu tiên. Một pha giao cầu dài thì Lee Yi đã mắc lỗi. Thêm một pha xử lý cầu lỗi nữa của Lee Yi. Pha xử lý vẫn hơi quá tay của Lee Yi. Lỗi thứ 3 liên tiếp của cô. 3-1 nghiêng về phía tay vợt của Indonesia, Ramadini. Cả Malaysia và Indonesia đều là những quốc gia không thực sự mạnh ở những nội dung của nữ, như là đơn nữ hay đôi nữ. Các tay vợt của Indonesia và Malaysia gây tiếng vang trên thế giới là ở những nội dung của nam, như là đơn nam và đôi nam. Malaysia sở hữu niềm tự hào của họ là Lee Chong Wei, cho dù lúc này Lee Chong Wei đang đối mặt với án phạt rất nặng từ Liên đoàn Cầu lông Thế giới vì sử dụng doping. Vào ngày 12 tháng 4 tới đây thì Lee Chong Wei sẽ tham gia vào phiên điều trần việc sử dụng doping của anh. Và nếu như án phạt nặng nhất với Lee Chong Wei được đưa ra là cấm thi đấu trong 2 năm thì Lee Chong Wei cho biết anh sẽ giải nghệ. Trọng tài xác định cầu trong sân, điểm số cho tay vợt của Malaysia Lee Yi trong tình huống này. Sau những tình huống điều chỉnh thì những pha phong cầu của Lee Yi đã là tốt hơn. Điểm rơi chính xác về cuối sân và khiến cho đối phương của cô do dự trong việc đánh cầu hay là bỏ cầu. Một pha cắt cầu rất khéo của Lee Yi. Rất nỗ lực cứu cầu nhưng không thành công. Sức dướng của Lee Yi là rất tốt nhưng trong tình huống này thiếu một chút may mắn để cầu leo lưới. Tay vợt của Indonesia Ramadini rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Tỷ số là 5-8.
Thêm một tình huống nữa, Rabadini gài cầu khó khiến Ligi dù dướn người hết cỡ nhưng cũng không thể đưa cầu qua lưới. Chúng ta xác định cầu ra ngoài sân. Lúc này thì Ligi vẫn đang tạm chiếm lợi thế trong set đấu đầu tiên. Cầu trong sân, cảm giác không tốt của Ramadini. Ramadini, tay vợt của Indonesia khởi đầu rất tốt trong set đấu đầu tiên nhưng sau đó thì cô không còn duy trì được lợi thế, mắc nhiều lỗi và để Ligi vượt lên. Lúc này Ligi đang dẫn trước. Có khá nhiều những hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nữ đã bị loại trong ngày thi đấu hôm nay, trong đó có hạt giống số 3 của Việt Nam là Vũ Thị Trang và các tay vợt không được xếp vào hạt giống đang có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp vào những vòng đấu tứ kết và sau đó là bán kết. Cầu ngoài sân. Lúc này thì Ligi đã tạo ra cách biệt là khá lớn, cách biệt lên tới 7 điểm so với hạt giống số 7 của giải, người Indonesia Rabadini. Cơ hội rất lớn để Ligi có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Và cũng là set thắng đầu tiên của cô trong những lần đối đầu với đối thủ tới từ Indonesia. Ở lần chạm trán năm 2014 thì Rabadini đã giành chiến thắng sau 2 set đấu. Ligi, tay vợt của Malaysia, cũng chính là người đã loại
Lê Thu Huyền ở vòng đấu đầu tiên sau 2 set đấu với tỷ số 21-18 và 21-13. Liên tiếp những tình huống xử lý cầu ngắn rất tốt của Lý Trì. Một pha ra cầu không tốt, cầu lỏng và Rabadini đã có một pha dứt điểm chính xác. Đang phát huy được điểm mạnh của cô, những pha xử lý cầu ngắn, một pha bẻ cổ tay rất tốt của Ligi để có một tình huống đổi hướng cầu. Cần 3 điểm số nữa là Li Yi sẽ có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên này. Cô vẫn đang duy trì rất tốt cách biệt điểm của mình. Tỷ số là 19-12. Thêm một điểm số nữa và cơ hội giành set point cho Li Ji. Những tình huống ép trái rất tốt đối thủ của Li Ji. Nhưng có một điểm mà Li Ji sẽ cần phải khắc phục trong set đấu thứ hai, đó là khả năng giao cầu của cô. Rất nhiều những pha giao cầu của Li Ji không đạt được độ sâu cần thiết và để đối phương dứt điểm. Lần này là một pha xử lý khéo léo của Rabadini. Rabadini vẫn đang cố gắng để thu hẹp cách biệt, cho dù trước mắt cô là rất nhiều điểm số quyết định của set đấu đầu tiên. Chiến thắng trong set 1 thuộc về tay vợt của Malaysia, Li Ji. Cô có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên và có được set thắng đầu tiên trong những lần đối đầu với đối thủ.
Trước mắt chúng ta sẽ là những diễn biến trong set đấu thứ 2, trận đấu tại vòng 2, nội dung đơn nữ giữa tay vợt Lee Ji của Malaysia và tay vợt Ramadini của Indonesia. Ramadini được xếp hạng hạt giống số 7, tuy nhiên trong set đấu đầu tiên thì cô đã để thua trước đối thủ. Set đấu thứ hai này thì tay vợt của Indonesia Ramadini đã có những tình huống xử lý đầu tiên rất tốt. Lần này là câu trả lời của Lee Ji Malaysia, một pha xử lý chéo sân hiểm hóc, xử lý cổ tay rất khéo, rất cơ bản trong tình huống vừa rồi. Rất nỗ lực phòng thủ nhưng Lee Ji cuối cùng cũng không thành công trong tình huống này. Pha cầu bền và Lee Ji đã ghi điểm sau những tình huống xử lý cầu rất có ý đồ của cô, một pha điều cầu sâu về cuối sân nằm ngoài tầm với của Ramadini. Tỷ số là 6-4 cho tay vợt của Indonesia. Ramadini đang cố gắng để tạo áp lực lên đối thủ trong set đấu thứ hai, qua đó san bằng tỷ số. 6-4 cho Ramadini. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6 cho Lee Ji. Lee Ji vẫn có những pha xử lý cầu lòng, xử lý bẻ cổ tay rất tốt để khiến đối phương gặp khá nhiều khó khăn trong việc phán đoán cũng như di chuyển lên lưới để có thể cứu cầu. Ah.
Trọng tài xác định cầu trong sân trong tình huống này. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7 cho Ligi. Hạt giống số 7 của giải Ramadini, người Indonesia vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi của Ligi. Gặp lại sau 1 năm thì Ligi đã trưởng thành khá nhiều, lối chơi của cô quái hơn. Không có được một pha xử lý tốt trong tình huống này. Cố gắng xử lý để cầu đi sát lưới nhưng không thành công của Ligi. Thiếu một chút tinh tế. Và xử lý không tốt của Ramadini, có ý đồ nhưng lại không có được một sự tiếp xúc tốt giữa vợt và cầu trong tình huống này, thiếu một chút độ xoáy. Cầu ngoài sân, Ligi vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trong việc san bằng tỷ số với đối thủ. Cầu ngoài sân, thêm một tình huống nữa mà Ligi xử lý không chính xác. Đã bắt đầu có sự nôn nóng. Thêm một tình huống cầu ngoài nữa, Ramadini tạm dẫn trước 11-7 trong set đấu thứ hai này. Nếu cô giành chiến thắng thì trận đấu sẽ phải bước vào set đấu thứ ba. Sau khi để thua trong set đấu đầu tiên thì sang set 2, Ramadini đã có những điều chỉnh chiến thuật nhất định. Và lúc này thì cô đang tạm dẫn trước Ligi. Ligi trong set đấu thứ 2, những pha xử lý cầu sâu của cô thường đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Tỷ số được nâng lên 13-7 cho Ramadini. Cô đã tạo ra cách biệt 6 điểm và có nhiều lợi thế trong set đấu thứ hai này. Thêm một điểm số nữa cho Ramadini. Sang set 2 thì kinh nghiệm của Ramadini đã được phát huy. Cô nắm bắt lối đánh của đối thủ. Oh.
cầu ra ngoài. Ở set đấu thứ hai này thì Lee Ji gặp khá nhiều những vấn đề trong những tình huống điều cầu sâu của cô. Cầu thường đi ra ngoài một khoảng cách rất xa. Thêm một tình huống nữa, cầu đi ra ngoài sân. Rất thiếu chính xác trong những tình huống xử lý vừa qua của Lee Ji. Có lẽ là cô đã chuẩn bị tinh thần cho set đấu thứ 3 rồi. Lee Ji vẫn đang cố gắng để thu hẹp cách biệt, cho dù lúc này cách biệt là khá lớn, lên tới 6 điểm. Cơ hội của cô để lội ngược dòng trong set đấu thứ hai là không nhiều. Nabadini đang chiếm được ưu thế trong những tình huống cầu bền. Vừa rồi là một pha ép trái với Lee Ji. 4 điểm nữa để tay vợt của Indonesia có được chiến thắng trong set đấu thứ hai. Ở lần đối đầu năm 2014 tại Malaysia thì Nabadini đã giành chiến thắng rất dễ dàng trước Lee Ji sau 2 set đấu với tỷ số là 21-13 và 21-14. Tuy nhiên ở lần chạm trán này thì đã có những khó khăn nhất định của tay vợt Indonesia. Cảm giác cầu không tốt của Ramadini, và cho dù cầu có đi qua lưới thì Lee Ji cũng đã ở sẵn trên lưới để xử lý. Cách biệt lúc này là 5 điểm, 12-17. Một pha xử lý cầu tốt hiếm hoi trong set đấu thứ hai của Lee Ji, nhưng pha xử lý rất cơ bản. Cắt cầu rất xoay. Cầu đi ngắn và rất khó để Ramadini có thể dướn lên và cứu cầu trong tình huống vừa rồi. Thời điểm quyết định của set đấu thứ hai, nếu Ramadini không duy trì được sự tập trung thì khả năng cô bị đối phương bắt kịp là khá cao. Ramadini đã có thêm được một điểm số nữa và cô đã ở gần với chiến thắng trong set đấu thứ hai. 18-13, 3 điểm số nữa thôi là tay vợt của Indonesia sẽ san bằng tỷ số 1-1 ở trận đấu này. Tay vợt của Malaysia Lee Ji vẫn rất quyết tâm, cố gắng kiếm về từng điểm số 1 để thu hẹp khoảng cách. Quá hay.
và xử lý cổ tay tốt của Ramadini. Cú đã khiến đối phương bị đánh lừa. Ligi vừa rồi đã chủ động phòng ngự. Cô không nghĩ rằng đối thủ có một pha xử lý cầu ngắn hay như vậy. Thêm một điểm số nữa. Rất nhiều cơ hội để giành điểm số quyết định trong set đấu thứ hai này cho tay vợt hạ giống số 7 của Indonesia, Ramadini. Như vậy là Ramadini đã có được chiến thắng trong set đấu thứ hai ở trận đấu này. Và những diễn biến này cũng đã khép lại buổi tường thuật ngày hôm nay, giải cầu lông Hà Nội Shibuya năm 2015 của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.